Xin chào tất cả anh chị em. Câu hỏi mà Kido Home đã nhận được rất nhiều lần trong tuần vừa qua đó là nên sử dụng sản phẩm của châu Âu hay Nhật Bản, chất lượng hai quốc gia đó thì nó sẽ như thế nào và cái nào phù hợp túi tiền chi phí hơn. Thì đây chính là video dành cho các bạn. Các bạn hãy chờ đón video này nhé. Lựa chọn thiết bị châu Âu hay Nhật Bản đó là một câu hỏi lớn được đặt ra với rất nhiều kiến trúc sư, với rất nhiều chủ nhà, chủ đầu tư, với rất nhiều cửa hàng showroom tư vấn về thiết bị phòng tắm. Đó là một nỗi niềm băn khoăn của rất nhiều anh chị em chứ không phải của riêng ai cả. Trong tuần vừa qua thì Kido Home cũng đã có nhận được một câu hỏi của khách hàng, đó là với thiết kế của anh chị thì anh chị nên dùng thiết bị châu Âu hay Nhật Bản. Đấy. Thì anh chị cũng đã trải qua nhiều showroom, nhiều cửa hàng, tìm hiểu nhiều nơi, nhiều chỗ nhưng vẫn chưa thấy ưng ý được. Thì sau khi quá trình trao đổi với Kido Home thì khách hàng đã nhận được những cái giá trị sau, đó là việc tiết kiệm được chi phí. Khi tiết kiệm được chi phí đầu tư hơn so với cả ngoài thị trường, và ở showroom của Kido Home thì còn có khu trải nghiệm riêng biệt, có kết nối điện, kết nối nước để anh chị em có thể sử dụng được như tại nhà mình luôn. Đấy là những cái trải nghiệm nâng cao đến từ Kido Home. Đấy. Và cuối cùng đó là sự thẩm mỹ và tăng giá trị cho ngôi nhà của mình. Với khi mình sử dụng được những cái thiết bị mà nó đúng với không gian, nó đúng với thẩm mỹ, nó kết hợp được giữa giao thoa giữa các nền văn hóa với nhau thì đấy mới là tăng giá trị cho ngôi nhà của mình. Và cuối cùng đó là cái giá trị về đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Với Kido Home thì những cái sản phẩm tiện ích nhất, tối tân nhất, thông minh nhất sẽ được tư vấn cho khách hàng để đảm bảo về cái phần giá trị cho sức khỏe, để đảm bảo sức khỏe và tính vệ sinh. Đó là những cái tiêu chí được đặt lên hàng đầu đối với Kido Home. Vậy thì thiết bị vệ sinh của Nhật Bản và châu Âu thì có những cái đặc điểm nổi bật khác nhau như thế nào? Sau đây thì Kido Home sẽ giới thiệu một số những cái đặc điểm nổi bật giữa thiết bị vệ sinh của Nhật Bản và châu Âu. Về thiết kế và thẩm mỹ, với thiết bị vệ sinh đến từ Nhật Bản thì những cái sản phẩm có cái thiết kế hiện đại và tối giản, chú trọng vào cái việc tiết kiệm không gian và tính tiện ích cao. Với sản phẩm đến từ Nhật Bản thì được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như bồn cầu thông minh với các chức năng tự làm sạch, sưởi ấm, điều chỉnh nhiệt độ nước và có hệ thống khử mùi, đặc biệt là có hệ thống khử khuẩn nữa. Với màu sắc của sản phẩm Nhật đến từ Nhật Bản thì thường là trung tính, nhã nhặn để tạo những cái cảm giác là sạch sẽ và tinh tế. Các sản phẩm của châu Âu thì sao? Châu Âu thì chú trọng vào những cái thiết kế sang trọng và cổ điển. Những sản phẩm của châu Âu thì mang cái tính đặc trưng về của thời gian, đó là sang trọng và cổ điển. Tính đa dạng về phong cách thì từ phong cách cổ điển đến phong cách tân cổ điển cho đến hiện đại thì những sản phẩm của châu Âu đều đáp ứng được với nhiều loại không gian và thiết kế khác nhau. Chất liệu cao cấp, những sản phẩm của châu Âu thì thường sử dụng những chất liệu cao cấp, ví dụ như là đồng thau hay là kết hợp gốm sứ và kim loại để tạo nên một cái sản phẩm có chất lượng cao. Công nghệ và chức năng thì với những cái sản phẩm của Nhật Bản thì thường được áp dụng những công nghệ cao, ví dụ như là những cái nắp bồn cầu thông minh, những cái sản phẩm với những cái tính năng tự động thân thiện với người dùng. Và đặc biệt là những sản phẩm đến từ Nhật Bản thì đề cao tính năng tiết kiệm nước, tiết kiệm không gian, tính vệ sinh và cái đảm bảo sức khỏe thì luôn được chú trọng hàng đầu. Những sản phẩm có khả năng kháng khuẩn, tự làm sạch hay khử mùi, đó là những đặc điểm nổi bật của sản phẩm đến từ Nhật Bản. Về châu Âu thì với những cái công nghệ là đơn giản, bền vững, đấy, tập trung vào chất lượng, những giải pháp bền vững sử dụng được lâu dài, có những công trình lên đến hàng trăm năm, và đặc biệt là cái tính bảo vệ môi trường. Với chức năng thì đa dạng, các thiết bị có nhiều kiểu dáng và chức năng khác nhau, tuy nhiên thì không tích hợp quá nhiều công nghệ nhưng cũng đảm bảo được cái tính năng cơ bản của người sử dụng. Và cuối cùng thì như em vừa chia sẻ, đó là chất lượng và độ bền. Thì những sản phẩm của châu Âu thì thường chú trọng đến những cái chất lượng và độ bền của sản phẩm để tạo ra những cái sản phẩm có tuổi thọ cao với hiệu suất rất là ổn định. Chi phí giữa sản phẩm Nhật Bản và châu Âu thì sao? Đấy, Nhật Bản thì thường có giá cả nó hợp lý hơn. Đấy, mặc dù là công nghệ cao nhưng giá cả của Nhật Bản thì thường là có giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, và thị trường thì rộng lớn hơn,
với những cái sản phẩm mang đến tiện ích cao, nhắm tới là phục vụ cái thị trường toàn cầu. Sản phẩm châu Âu thì giá thành nó sẽ cao hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Và thị trường của châu Âu thì hướng tới những thị trường là cao cấp, vì là kiểu dáng là thiên hướng về sang trọng và tân cổ điển, cho nên là những sản phẩm của châu Âu thì hướng đến phân khúc khách hàng là người dùng cao cấp, có hiểu biết sâu, có tìm hiểu sâu về thiết bị vệ sinh. Qua video này, Kido Home mong muốn anh chị em mình đã có thể sự tự lựa chọn được các loại thiết bị phù hợp với không gian phòng tắm của mình. Anh chị em thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ ngay cho người thân, bạn bè của mình để họ có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm về để lựa chọn các thiết bị trong phòng tắm của mình. Các bạn hãy theo dõi kênh của Kido Home để nhận được nhiều thông tin hữu ích cho ngôi nhà của mình hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ kênh của Kido Home. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.